hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi. Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Cái đó điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy. Chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người á cô. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo. Dạ vâng. Tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em được sống 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm, nhưng lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. À. Mấy hai nữa là em cũng tại vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em muốn chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ trời, hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đâu chăm sóc đứa nhỏ? Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại giờ đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ.
hơn 4 năm rồi. Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Cái đó điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy. Chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Thấy chương trình thì chào ông Mai và Mối. Thì dạ. Mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình. Vì Dung rất là ước ao. Thường ấy là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng đây vì thứ nhất là cái nội tâm sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Dạ. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Dạ. Trong gia đình thì nó có hai cái, nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng không chưa bác đây? Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiếp tới được với nhau thì quan trọng thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bảo ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy. Chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào. Rồi, nghĩa là có thể thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở nên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi. Biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, cũng đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú.
Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à. Cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào hãy chớp lấy thời cơ, mở rào. Cô con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó cái gì vậy cưng? Dạ sách ạ. Sách. Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong cuốn sách đó, thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi mình cảm tặng bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết, thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này, cho nên mình, bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười, khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào, ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê. Chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Bài thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đổ vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói và em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì kể cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Dạ. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu, thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Dạ. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi, thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết, thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào, nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một
người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này, dạ, thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành tôi công sẽ thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con, cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Dạ đúng rồi. Hãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình nữa, phải dư chút đỉnh nữa chứ ăn đủ mặc cái đó được thì đâu. Điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi ok. Dạ. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Dạ. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng chúng ta bấm nút, cảm nhận không đúng chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3, 2, 1. Hết thời gian, bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là mà vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Dạ. Dạ. Xin phép rồi. Bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Là có. Nói vợ gì cũng có chứ ha. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xây lại cái ngôi nhà tình yêu cho nó mới. Xây lại ngôi nhà tình yêu cho nó đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương ở trong đó. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Cảm ơn em.